Việt Anh xin kính chào khán giả đang theo dõi bản tin thời sự chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Với những thông tin thời sự trong nước và thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Và trước tiên, mẫu quý cùng theo dõi những thông tin thời sự trong nước đang chú ý sau. Phó Thủ tướng Lê Minh Khải làm gì tại Điện Biên. Trung Quốc sẽ tạo cơ chế đặc biệt cho tôm hùm bông Việt Nam. Kiên quyết loại nhà thầu yếu kém khỏi các dự án giao thông. Thưa quý vị, trong chương trình công tác tại Điện Biên, chiều ngày 27 tháng 1, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến dân hương, dân hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang liệt sĩ A1, thăm bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ và thăm tặng quà các gia đình chính sách. Dân hương tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang liệt sĩ A1 Phó Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân tới các anh hùng liệt sĩ đã dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền và toàn diện lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc, vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân. Khẳng định luôn tự hào và nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả, công hiến to lợn ấy. Nguyện đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm làm tròn sứ mệnh cao cả, trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phía Trung Quốc cho biết sẽ xem xét tạo cơ chế đặc biệt cho các cơ sở đăng ký xuất khẩu tôm hùm bông sang thị trường này và sẽ đưa vào nghị định thư giữa hai nước. Trung Quốc sẽ khẩn trương hoàn thành ra soát pháp lý để ký trong thời gian sớm nhất 3 nghị định thư, bao gồm nghị định thư về xuất khẩu thủy sản khai thác tự nhiên, nghị định thư về xuất khẩu cá sấu nuôi và nghị định thư về xuất khẩu khỉ nuôi từ Việt Nam sang Trung Quốc để phục vụ nghiên cứu khoa học. Hiện Việt Nam đã xây dựng được các dùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh và sản phẩm đã được nhiều nước chấp nhận nhập khẩu. Nếu mở cửa được sản phẩm gia cầm vào Trung Quốc thì đây sẽ là thị trường tiềm năng rất lớn. Đến thời điểm này, cả nước đã có 162 dùng trồng dưa hấu và hơn 1.000 cơ sở đóng gói tại 38 tỉnh thành được cấp mã số để xuất khẩu dưa hấu sang Trung Quốc. Việc mở rộng sản xuất giúp tận dụng lợi thế và quy mô để nâng cao tính cạnh tranh cho nông sản tạo cơ hội áp dụng các quy chuẩn tiêu chuẩn như thực hành nông nghiệp tốt hoặc các tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đó tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, thân thiện như môi trường và sức khỏe con người, hướng đến xuất khẩu bền vững và lâu dài cho người sản xuất, xuất khẩu dưa hấu. Các lô hàng dưa hấu của Việt Nam sẽ được nhập khẩu qua tất cả các cửa khẩu của Trung Quốc và kiểm dịch thực vật, lấy mẫu 2%, đồng thời phải phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc khi nhập khẩu vào nước này. Trong năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng ít nhất 130 km đường bộ cao tốc. Bộ Giao thông Vận tải sẽ kịp thời nắm bắt các khó khăn dưới mắt để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát, kịp thời xử lý các tồn tại về chất lượng công trình, chấn chỉnh nâng cao năng lực của các chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát kiên quyết xử lý các nhà thầu có năng lực yếu kém ra khỏi các dự án của ngành và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, những tập thể cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ. Thú vị với việc ngân hàng nhà nước đặt mục tiêu duy trì môi trường lãi suất thấp để hỗ trợ phục hồi kinh tế, lãi suất huy động của ngành ngân hàng sẽ duy trì ở mức đấy trong suốt năm nay. Ngân hàng nhà nước sẽ xem xét các giảm lãi suất điều hành thêm 0,5% trong quý 2 năm 2024, đưa lãi suất tái cấp vốn về 4% một năm và lãi suất chiết khấu về 2,5% một năm. Do đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân được kỳ vọng duy trì ở vùng thấp 4,5 đến 5%, -5 một năm trong năm 2024. Đồng thời, kỳ vọng lãi suất cho dài bình quân sẽ giảm thêm 0,5 đến 1% một năm trong năm 2024 nhờ chi phí huy động vốn của các ngân hàng thương mại thấp. Bộ Giao thông Vận tải xác định năm 2024 là năm tăng tốc bước phá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025. Vì vậy, trong đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán để khởi công các dự án theo kế hoạch trong kỳ trung hạn 2021-2025 nhất là các dự án nối thông đường Hồ Chí Minh, đoạn chợ Chu, ngã ba Trung Sơn, rạch sỏi, bến nhất, gò quao, Vĩnh Thuận. Các công trình hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia cũng được Bộ Giao thông Vận tải tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Thưa quý vị, nếu như năm 2022 chỉ có hơn 150 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thì đến năm 2023, con số này đã tăng lên tới gần 175 triệu lượt, tăng trên 23,4 triệu lượt so với năm 2022. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người tham gia bảo hiểm y tế năm 2023 đạt trên 93,3 triệu người, tăng 2,45% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, trên 93% dân số được bảo vệ sức khỏe từ bảo hiểm y tế, dược 0,15% so với nghị quyết 01 của chính phủ. vượt mục tiêu đề ra tại nghị quyết số 68 năm 2022 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Trong năm 2023, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế được triển khai với nhiều giải pháp nhằm đảm bảo đầy đủ kịp thời quyền lợi của người tham gia, tối ưu hóa các quỹ, góp phần hỗ trợ ổn định cuộc sống của người động và chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội và chương trình công tác năm 2024. Trong đó nêu rõ các chỉ tiêu cụ thể về kinh tế xã hội, đô thị, cải cách hành chính và quốc phòng an ninh. Trong nhóm chi tiêu về xã hội, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu mỗi người dân thành phố được hỗ trợ hướng dẫn tập luyện miễn phí chương trình cơ bản ít nhất một môn thể dục thể thao, một loại hình nghệ thuật. Người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ được miễn phí và tham quan các bảo tàng công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, được miễn phí xem các chương trình nghệ thuật do các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức nhân các ngày kỷ niệm, sự kiện của thành phố và đất nước. Thưa vị, chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Tại điểm này, người dân làng hoa, cây cảnh ở Nghệ An đang tất bật chăm sóc hoa, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết. Hiện thời tiết khá thuận lợi, cây hoa phát triển tốt, hứa hẹn một mùa hoa mang lại thu nhập cao cho người dân. Năm nay, gia đình anh Nguyễn Nhân An cũng mạnh dạng trồng hơn 6 sao hoa các loại. Nhờ thời tiết thuận lợi, hoa phát triển tốt, nên gần như toàn bộ số hoa đã được các thương lái đặt mua thị trường thì thường cung cấp là ở trong huyện diễn Châu nên là mất đi hai phần và một phần thì xuất ra các tỉnh khác như Hà Tĩnh rồi Quảng Bình, Quảng Trị cứ 25, 26 Tết là đến đây họ cắt. Thấy là năm nay thị trường hoa rất là phong phú và đa dạng, rất là nhiều loại hoa cũng rất là sặc sỡ. thấy có cái không khí của mùa xuân thôi, thì cùng đi tìm những cái dòng hoa để mà về trưng Tết. Cái giá cả thì nó cũng đa dạng và phù hợp. Mặc dù những năm gần đây thị trường hoa cái cảnh dịp Tết có rất nhiều sản phẩm mới lạ, nhưng các hộ trồng đào phai, đào đá ở Nghệ An không lo lắng gì đầu ra. Bởi so với các loại hoa khác, hoa đào vẫn là loại hoa đặc trưng mà hầu như gia đình nào cũng chừng Tết. Nghệ An á là có ba cái làng nghề. Khoảng hơn gần 300 hộ dân. Đây được coi là một cái nghề truyền thống mà họ làm quanh năm tất cả các cái loại cây hoa rất là phong phú. Đặc biệt đến dịp Tết Xuân về này thì nơi đây trở thành một làng hoa rất là nhộn nhịp. Người dân nơi đây là họ đã tính toán về mặt thời vụ để kịp phục vụ Tết. Ngoài việc theo dõi sự biến động về giá cả của thị trường, các nhà vườn hộ kinh doanh hoa các cạnh ở nghệ an rất chú ý đến thời tiết, điều chỉnh về chăm sóc phù hợp để hoa nở đúng Tết, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Theo nhiều chủ cửa hàng, sức mua của người dân trong khoảng 2 tháng gần đây bắt đầu tăng, giá hoa cũng khá ổn định. Tết nguyên đáng đang cận kề, không khí tưng bừng náo nhiệt đang tràn ngập khắp mọi nơi. Bởi vậy không khí không chỉ người Việt cảm thấy hào hức, mong chờ, mà cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng vô cùng thích thú và tò mò. Những ngày này, trường đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Tết Việt 2024, với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại những trải nghiệm thú vị cho hàng trăm sinh viên nước ngoài. Mới chỉ sang Việt Nam 4 tháng, nên đây là lần đầu tiên Atarashi Saku, du học sinh Nhật Bản được trải nghiệm Tết Việt. Dù đã tìm hiểu về văn hóa và Tết Việt Nam, nhưng bạn vẫn vô cùng hào hức tham gia các hoạt động. Trong chương trình hôm nay mà em thích nhất là gói bánh trưng, tại vì em rất thích ăn bánh trưng Việt Nam ạ. À. Đối với người Việt Nam, Tết là một dịp rất quan trọng và em rất vui được trải nghiệm trực tiếp văn hóa Việt Nam, văn hóa Tết của Việt Nam. Được trực tiếp trải nghiệm ẩm thực, những nét văn hóa đặc trưng ngày Tết cổ truyền, giúp các bạn lưu học sinh không chỉ hiểu sâu sắc hơn về Tết Việt mà còn được thật sự hòa mình vào không khí ngày Tết. Từ đó cảm nhận rõ hơn về ý nghĩa của ngày lễ đặc biệt này và hiểu hơn về đất nước con người Việt Nam. Tôi thích mọi thứ ở Tết của các bạn. Cây đào, cây quất ở khắp mọi nơi. Tôi có cơ hội được ăn và trải nghiệm làm bánh chưng rất tuyệt. Tôi cũng rất thích tà áo dài Việt Nam, thật chuyên chán. Người Việt Nam rất vui tươi và hối hả chuẩn bị Tết. Ngoài hơn 500 lưu sinh quốc tế ở lại Việt Nam đón Tết, thì chúng tôi còn đón nhận rất nhiều lưu sinh quốc tế. tết việt là một trong những hoạt động thường niên và cũng đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với thầy trò trường đại học hà nội không chỉ mang lại nhiều trải nghiệm cảm xúc thú vị cho các lưu học sinh tết việt còn tạo môi trường giao lưu gắn kết giữa các lưu học sinh nước ngoài với nhau và với sinh viên việt nam đồng thời đưa tết việt nói riêng văn hóa việt nam nói chung đến gần hơn với bạn bè quốc tế Tiếp theo bản tin chiều ngày hôm nay là phần tin thế giới với những nội dung đáng chú ý sau. Gần 200 triệu lượt di chuyển trong ngày xuân giận đầu tiên. Giới chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc hội đàm. Thưa quý vị, xuân giận là đợt cao điểm đi lại thường niên của Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán kéo dài tới 40 ngày, và thường được coi là cuộc di cư hàng năm lớn nhất trên thế giới. Theo nhà chức trách Trung Quốc, trong ngày xuân vận đầu tiên của năm nay, nước này đã ghi nhận hơn 189 triệu lượt di chuyển, tăng hơn 20% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Cụ thể, lượng khách sử dụng dịch vụ hàng không có mức tăng mạnh nhất với mức 111,8%. Tính đến ngày 26 tháng 1, đã có hơn 26 triệu giá các chuyến bay nội địa được đặt trong đợt xuân vận này. Trong khi đó, lượng hành khách di chuyển bằng đường bộ, đường thủy và đường sắt cũng lần lượt tăng từ 16 đến 78%. Theo dự kiến của nhà chức trách Trung Quốc, xuân giờ năm nay dự kiến sẽ ghi nhận tới 9 tỷ lượt đi lại của người dân nước này, với trung bình 12 triệu lượt hành khách mỗi ngày và khoảng 480 triệu lượt trong đợt cao điểm. Trung Quốc ngày 27 tháng 1 thông báo, Ngoại trưởng Dương Nghị đã có các cuộc hội đàm giữa Cổ dẫn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 1 tại Bangkok cụ thể thông báo cho biết tại các cuộc gặp hai bên đã trao đổi thẳng thắn thực chất và hiệu quả về việc thực hiện những đồng thuận được lãnh đạo hai nước nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh ở san francisco cũng như xử lý những vấn đề quan trọng và nhạy cảm trong quan hệ song phương cùng ngày nhà trắng cũng ra thông báo về các cuộc gặp khẳng định hai bên nhất trí duy trì các kênh liên lạc mở và quản lý sự cạnh tranh giữa hai cường quốc một cách có trách nhiệm Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức kỷ lục trong tuần này do nguồn cung hạn chế và nhu cầu ổn định từ các khách hàng châu Á và châu Phi. Cụ thể, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức kỷ lục 533 đến 542 đô la Mỹ một tấn trong tuần này, so với mức 525 đến 535 đô la Mỹ một tấn của tuần trước. Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng mức giá cao một phần do nguồn cung gạo trên thị trường bị hạn chế từ hoạt động thu mua lúa của chính phủ. Thêm vào đó, hoạt động xây sát gạo vụ mới hiện đang được tiến hành cũng là nhân tố khiến nguồn cung bị eo hẹp. Cuối bản tin mời quý vị và các bạn đến với lễ hội khinh khí cầu thường niên của Thụy Sĩ. Lễ hội đang diễn ra tại Dùm Ấp của nước này, thu hút rất nhiều người lái khinh khí cầu và khán giả từ khắp mọi nơi trên thế giới. hàng chục khinh khí cầu đầy màu sắc rải rác trên bầu trời gần như không một gợn mây của thị trấn chester Odess, thuộc dòng empire của thụy sĩ phi công khinh khí cầu người mỹ alia cohen người đã thực hiện hơn 1.000 giờ bay vòng qua thế giới mô tả cơ hội bay trên giải arms của thụy sĩ là may mắn lớn nhất có thể mong đợi trong sự nghiệp của mình nằm trong thủ lỗ empire của thị trấn chester Odess, nổi tiếng với điều kiện gió và không khí lý tưởng cho hoạt động bay khinh khí cầu có tổng cộng 75 khinh khí cầu đang tham gia lễ hội khinh khí cầu quốc tế Chester Odessa kéo dài 9 ngày. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chiều nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình thật sự tối nay.